Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng để chúng ta có thể chuyển đổi qua lại cái file nhạc, hình ảnh hay video giữa máy tính và điện thoại và ngược lại từ điện thoại và máy tính mà không cần dùng đến cáp. Ở đây thì mình đang cắm sạc thôi, thì mình sẽ rút ra luôn. Đó. Thì không cần dùng đến cáp. Thì cái ứng dụng này có tên gọi là Zapia. Đây mình đang mở ở trên máy tính đây. Zapia, và trên điện thoại thì nó cũng có một cái ứng dụng tương tự. Đó, thì cái yêu cầu đó là chúng ta sẽ có hai ứng dụng trên cả hai đầu máy tính và điện thoại và máy tính. Ngoài ra thì chúng ta cần phải kết nối cả hai cái máy này vào cùng một cái mạng wifi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thiết lập kết nối giữa cái điện thoại và máy tính thông qua cái ứng dụng này. Thì đầu tiên bạn sẽ nhấn cái nút hình giống như là số 8 này. Đó. Yêu cầu là cùng một mạng wifi. Ngoài ra thì trong trường hợp nếu không phát hiện ra cái máy này, cái máy tính, hay là ngược lại máy tính không hiện ra điện thoại, thì chúng ta có thể tạo một cái mạng, cái hotspot để mà kết nối riêng. Ở đây thì cùng mạng và cái điện thoại mình đã phát hiện ra cái máy tính, nhấn vào. Và trên điện thoại nhận là cái máy tính của mình 870p, và ngược lại trên máy tính cũng đã nhận cái điện thoại của mình là One M8 for Windows. Và như vậy hai cái thiết bị đã kết nối thành công, và chúng ta chỉ việc chọn những cái file để gửi sang. Chẳng hạn như mình sẽ gửi hai cái tấm hình hôm qua mình chụp. Đó. Và cái tiến trình gửi sang sẽ được hiển thị tại đây. Các bạn có thể thấy một tấm hình 1MB và nó gửi khá là nhanh. Đó. Tương tự thì mình cũng có thể gửi một cái bài nhạc nào đó, như mình gửi một cái bài sang. Ồ, bài này thì tới 8MB là cũng khá là nhanh. Tốc độ gửi gửi tập tin giữa cái điện thoại và máy tính cũng phụ thuộc vào cái tốc độ mạng wifi của các bạn. Và ngược lại mình sẽ gửi những cái tấm hình vào máy. Đấy, mình sẽ gửi một số tấm hình chẳng hạn như là đây đi. Các bạn có thể thấy là những cái tấm hình mình vừa mới gửi, đây hai tấm hình này là từ điện thoại. Đây. Và đây. Nó đã hiển thị trong cái phần photo này. Thì để mở cái thư mục chứa nó thì các bạn chỉ việc nhấn click chuột phải vào. Đó, và chúng ta sẽ chọn Open in Explorer, tức là sẽ mở cái trình duyệt file ra và nó sẽ nằm trong này. Đó, như thế này. Và ngược lại với những cái hình ảnh mà mình vừa mới gửi, đây ba hình ảnh này mình vừa mới gửi sang từ máy tính sang điện thoại, thì chúng ta có thể nhấn vào và xem nó trong cái file explorer. Đây, những bạn có thể thấy là nó nằm trong thư mục picture và Zapia. Chúng ta có thể move sang chuyển sang những cái thư mục ảnh khác, quản lý rất là dễ. Cái ứng dụng này thì nó đáp ứng được một cái nhu cầu là khi mà chúng ta không cần không có cáp USB, hay là muốn một cái giải pháp mà không cần dây nhợ nhiều thì chúng ta có thể sử dụng nhanh và cũng không mất nhiều thời gian như kiểu là đồng bộ lên OneDrive hay là những cái dịch vụ khác và đồng bộ trở lại về cái máy tính. Xin cảm ơn các bạn.